Shop hàng nhiệt độ điện, chào các bác. Hôm nay giới thiệu các bác cái chiếc lò nướng, đang có cái chiếc lò nướng còn tương đối là đẹp, nữ của Nhật thôi nhé. Đấy, con này là nướng dạng nhỏ đấy, tức là chỉ nướng các cái đồ nhỏ, miếng thịt nhỏ ấy, khoai sắn thôi. Đấy, đường kính cái chiều của nó chiều rộng đây, chiều găng tay, chiều dài này, chiều cao thì chắc găng tay. Đấy, con này thì có nhiều chế độ chỉnh nhiệt khác nhau. Đấy, có hẹn giờ, có các cái chế độ nướng đời tương đối cao, sản xuất năm 2015. Đấy, còn khá là mới, vuông vắn, không có móc méo gì. Tổng thể lò còn rất là đẹp, trong còn rất là mới. Con này nướng 20 so nhé, 1 trên 1 dưới. Đấy, con này em đã test thử ok rồi. Con này mang về nhà dùng mấy con test nữa, không có điện. Không cắm thì không cắm điện. Con này đảm bảo chạy ok các bác nhé. Giá bán 800.000 bao ship cho các bác. Đấy, sản xuất năm 2015 này, đời rất là cao này. Tình trạng còn khá mới. Điện 100V nữa các bác nhé. Điện 100V. Giá bán 800 bao ship cho các bác, bao ship toàn quốc. Các bác nào có nhu cầu thì các bác liên hệ. Cảm ơn các bác.